này nhà máy điện quá. Chắc vậy. Nhưng mà cũng nhỏ chứ. Vô vô tham quan nhà máy điện không? Cho nó. Chi vậy trời. Rảnh quá. Nè, dắt đường đi vô. Gì đâu đó coi. Coi điện nó mạnh không? Thò tay vô thử. Nó giật là mạnh, còn nó không giật là không mạnh không? Ừ. Wow. Hiếm khi nào mà gặp mấy cảnh này lắm. Ghi lại. Wow, đó. Ây em à, đi. Không hiểu. Em đi coi cái wow. Ủa sao đó là cái cầu á má. Thì đó chút nữa mình má, lên đó. Má người đứng ở trên đó thấy không má? Chút nữa mình lên đó đó. Trời ơi cái cầu nó cao chứ trời. Đứng thấy sợ chết luôn á. Trời. Trời ơi sai sao mà thấy nó làm thấy dễ dữ tợn quá. Làm thấy mắc ham không? Bê tông không hết chưa? Chúng mình qua kia đứng. Đứng trên cầu. Ờ cái cầu á. Cái cầu trên nó trên là người em đi trên cầu mà. Ủa nãy mình có đi ngang qua cầu đó rồi đó má. Có không? Có, mình lái xe vô đó. Có rồi cái chỗ khác. Vậy hả? Có không? Ai biết, nó đại mà. Có cái có dây có à, cầu. Bây giờ để đậu xe đâu đậu tốn tiền không chứ. Cầm sức bỏ ra biết bao nhiêu. Có không? Người của em nãy làm cả đàn không á. À, kỹ sư rồi đó. Có đậu xe 10 đồng. My god. Đậu xe xong đi bộ vô. Nghĩ đậu xe xong đi bộ vô quá. Mấy người này đậu xong đi bộ nè. Vô nó sợ không có xe chứ không có chỗ đậu. Vậy đậu đi bộ vô rồi chú ơi. Nha hả? Trù xa dữ vậy. Trù xa nghe. Đông hết chưa. Núi nè, núi đá không à. Trời chắc hai đứa nhỏ đi không nổi quá. Chỗ đây là gọi là... Trời, xa đâu bằng ấy. Hả? Xa đâu bằng hôm qua đi chơi. Cái chỗ này gọi là à phải đợi nón không? Cái thác đó, cái thác nữa. Cái thác cái đó cái gì? Cái đập đó má. Má, cái đập. Mở đập này nó cao mà nó lớn lắm á. Đất màu là không có chỗ đậu sao vậy? Đi đâu đậu? Thì cứ đi vô một vòng rồi đi ra. Đi vô một vòng rồi đi ra thôi. Nó ngồi nhìn rõ quay phim không thấy được cái gì á. Chứ anh quay cho. Ở trên đó xe chạy mình. Giờ đậu đâu đây? Chứ người cha đậu đâu. Người ta vô lúc không đi. Xe gì qua nó qua kìa đó. Ai không dồn vậy? Dồn đây thôi chứ ai dồn lên đây. Thôi đi ba, dồn hết hai bên chứ nghĩ làm sao vậy? Ai kêu đi qua ổng thì. Ờ thì anh chạy. Anh nói đi, thì anh thấy. À giờ chụp nữa má lái đồ về má mang. Má có cầm theo không? Mang đi chỉ đi cho nó dễ. Ừ nãy đậu bên kia rồi bên đây xa. Dòng ngược lại thôi. Dòng sao dòng? Vô. Chứ không lẽ vô có một đường ra vậy nè. Một đường vô một đường ra. Không ra không quay xe lại được. Mà nói con nghĩ hồi nãy mình có đi ngang qua cầu đó đó má. Cầu ở trên đó đó. Sao nhìn xuống được. Nhưng má đi vậy má có đâu nhìn xuống dưới được đâu. Thấy không. Bây giờ ở dưới mình có một con đường nữa má đâu có thấy được. Có nhiều người người ta đi tới đây người ta chiêm ngưỡng thì. Sao mình không thấy người ta đi xe đâu. Đậu bên đây thôi. Ủa xa nha. Hồi nãy đậu chỗ kia gần nhất luôn. Đây xa. Tắp chỗ nào cho ông em má tụi nó xuống chứ. À chừng có gì anh lấy tắp xe đây hả? Sao cũng được. Hả? Cái đập ở đâu? Hả? Cái đập ở đâu? Nó ở đâu mình đi đó vậy à? Hả? À, ai biết chịu đi bộ không hay là chịu bộ đi chung thôi đi chung đi chung nghĩ mất chậm chung đường xuống hai đứa nhỏ rồi đi xe não mất mấy chỗ Phật kinh mà không nãy đi trước ba chân này bây giờ đi sau ba chân này mười đồng nha. Ừ.
Nói sao trời. Ôi đòn. Ủa, từ đây qua kia cũng xa. Qua xa người ta đi lên kia mình vô đây. Đậu xe. Tôi cần chỗ đậu. Rồi đưa nó vừa đậu. Dạ. Yeah. Ý cái vỏ. Lấy tiền thôi tắt nè. Đây anh đi trước cho. Anh đi trước cho nó nha. Đây đây là Hoover Dam. Cái đập nước lớn nhất ở nước Mỹ, nằm ngay biên giới Nevada, Arizona. Ai sẵn nên đi bà ngoại với mẹ nó rồi. Vậy đi đâu em đi? Em đi giống ông cụ non quá à. Đi đâu cũng được đẩy á. What? Where we going? Where we? Hoover Dam. Nói đi. We are Hoover Dam. Ok. Này núi, này núi. Núi đá. Ủa không ai quay ba hết vậy? Anh đi không có chèo nha. Không ở ngoài nhìn nhìn xuống cái ghê lắm. Anh nghĩ dư thời gian để đi restroom ở đây nè. Ừ. Để đi đơ tha. Ồ nước nè, nước nè. Nè nước nè. Đi qua kia, đi qua kia coi. Ồ em đi coi chừng nha. Oh wow. Ê da, sorry. Wow, Andy cũng coi không?
Để đi bà ẩm lên, lên coi nha. Ây da. Oh wow, look. Wow. Wow. Wow, it's cool. A water coming. Water coming? We water. Yeah. Tyson, where are we now? Tyson, where are we? Oh, Tyson giống quá, giống mấy khủng bố. Lại nó con đội đội nó lên. Em. Tyson muốn bảo lên coi có không? Hả? Nãy giờ mình con hồi nãy đây mẹ mẹ quay cái này là cái thành nè, cái thành đập cái này này cái bây giờ nước nó rút rồi. Chứ ngày thường cái mùa nào đó thì nó cao dâng hơn, nó dâng cao hơn. Cái kia là trên cầu người ta đang chạy xe, xe chạy. Ở trên đó xe chạy một bên là ở trong lòng giữa là xe chạy hai lên, lên người chạy qua người xe chạy qua, xe chạy lại. Còn ở hai cái ven đường là đi bộ. À, quay xe gần tới để thấy đó, ở trên đó là có người đi bộ trên đó đó, mà xe chạy nữa, mà nhà chú nhỏ 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 là nó di chuyển đó là người đi bộ trên đó, cao dễ sợ, cao hết sành ha. À, cái này là cái nào, cái người đằng kia nè, đó, người chút con đó. Đó là người ha, là người đi bộ, mà cái này là cái thành nè, cái thành đạo của cái đập á. Wow, cao dễ sợ hả Sinh ha, thấy ghê, mày thấy mày sợ độ cao á con. Wow, ha, con rất phun à, mẹ biết mà. Wow, thấy sợ mẹ không dám dồn xuống luôn á. Mẹ không dùng, không dám dồn nó xịn, thôi đi. Thôi con. No, thái xin. Oh, sorry. Chụp bạn không? Không. Chụp chút đi chứ. Đi. Ôm, con gọi đâu rồi. Mẹ, ở đây nó cách nè. Quạt kia có gì đâu quạt. Thôi, nó đâu có gì đâu. Con hỏi đây nè, má đây nè. Không thấy má luôn. Không, em muốn chụp cái cầu kia thôi. Cầu nào? Đứng đây này chụp lấy cầu á. À, chụp hình đây đi. Đứng đây chụp đi. Đây. Khoan, để quay cái đoạn này. Rồi ấy đi, nên đổ nước. Đổ đâu? Gì trời, đổ chút xíu vậy? Đổ thêm đi. Đổ thêm ở dưới này nè. Đổ thử nó chạy xuống hay chạy ngược lên. À. Chạy xuống mà. God. Wow. My God. Cao dễ sợ. Anh ơi, anh chụp cho em tắm đi. Ok, không. Thái Sinh đừng có chồm chồm nha con, mày thấy mày sợ quá. Đây. Nè, khoan, đi. Anh chụp em thôi à. Khoan chừng em đi nha. Đi vô đây giúp mẹ. Vô đây chụp cho mẹ Thái Sinh.
Rồi. Trời ơi, cái chăm tắm rồi. Ở bên đây là có nước. Đây là cái đập ta chắc ngang rồi. Bên kia là có nước hơn. Em, ở bên này có nước, ở bên kia nó có ít nước hơn. Thấy không? Nước nó chảy dài đây. Xong rồi qua kia. Nước nông xương cũng vậy à. Ok, thôi, vậy là good. Đây. Đây là cái tên của đời tên Hoverdam. Người vinh danh ở chỗ Hoverdam này là tổng thống 31. Tổng thống nước Mỹ đời 31. Tên là Herbert Clark Hoover, đặt tên luôn. Đặt tên là Hoover Dam luôn. Ok. Ok, hãy đi. Rồi đi đi, đi đi từ từ được rồi. Đây, đây là giữa biên giới của tiểu bang Arizona với Nevada. Bên này là Nevada. Bên đây là Nevada nè. Nevada thì 12:50. Còn ở bên đây á, bên đây là 1:50, cách nhau 1 tiếng. Cách nhau 1 tiếng con cách con sông. Con sông này không biết tên gì ta? Con sông này tên gì ạ? Sông Hằng Hữu hả? Ủa tới đây mà không biết xong là xong gì nữa trời. Chắc xong để về nhà coi lại xong là xong gì. Bên này á là một cái giờ khác. Hey, đây là Tyson. Do you know what river is this? Hoover River? Supposed to be Hoover River. No. Ok, bây giờ đang đứng ở giữa giữa. Đang đứng trên cầu, giữa cầu. Ok vậy thôi. Daniel work. Ai đi trước bây giờ đi ra. Bây giờ đi ra để đi về lại Las Vegas. Để đi xuống Las Vegas Downtown Fremont Street. Nếu có thời gian thì đi dạo vòng vòng. Phải về khách sạn lại trước 5 giờ. Tại vì đường ở chỗ Las Vegas Strip nó đóng. Và chuẩn bị cho ăn New Year. Tối nay đố bông ở Las Vegas. Ok.
Đây, đây là cái giờ của Arizona. Giờ Arizona. Ok. Giờ Arizona. Ok thôi. Biết sao rộng rãi không? Không. Tại vì đường xá là nó xây sau này. Thấy không? Còn San Francisco hay là Los Angeles là nó lâu đời rồi. Nên hồi xưa nó xây chực. Còn mấy cái chỗ này là đường xá cũng còn mới. Ở đây thấy chị loại đất rộng nữa. Giờ là mình đi xuống downtown hả? Trung tâm thành phố. Vậy chứ bữa qua mình đi bộ đó phải trung tâm thành phố hả? Không, nó chỗ chỗ sau này ta mới xây chỗ đó nó nổi tiếng. Ờ. Cũng lâu đời rồi. Nhưng mà ý là sau cái trung tâm thành phố sau cái đường theo. Ừ, mới lập thành đó là cái chỗ này. Ờ. Đó là khai thiên lập địa đã xây đường theo trước. Ừ. Cái trung tâm thành phố trước. Còn cái hôm qua mình đi bộ á là cái khu bài bạc đó làm sai sâu hơn. Thôi tắt ha. Đầu tiên ở Las Vegas này Dương. Nha hả? Casino. No, casino này nè. Casino này là mấy chỗ này đầu tiên ở đây nè. Bây giờ chắc ít dán trong đó ha.
giờ người ta tập trung xuống dưới kia hết trơn rồi. Nó hồi xưa mỗi cái tiểu bang nó có nhiều thành phố, mà mỗi cái thành phố nó có một cái trung tâm thành phố mà. Thì hồi xưa chỗ này là cái trung tâm thành phố nè, rồi còn cái Abu qua mình đi bộ đi dạo bộ mà, là nó mới xây sau cái này. Nó cũng lâu rồi nhưng mà ấy so với cái này là nó mới xây là cái này nè, cái này anh nói nè, muốn đi vô đây nè. Vô đó đó, đi vô đó. Okay. Đó là chỗ đó ở tiếng nha. Nắng lắm. Để giúp quay xe lại đi. Ok, là gì đây? Golden 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 Blue Foot. Cái này. Nhưng mà cái phố này nó rộng rãi hơn mình hả? Sao hồi nãy thấy cái chỗ kia bự. Đi phía quê. Đi cho biết rồi khỏi xuống đi tao ơi. Không đi vòng lại. Xấu vậy? Thì ở vậy tao thấy ở đây nó đầu tiên là ở đây, xong rồi nó thấy thì sao đó, xong nó phát triển ở bên kia. Từ bên này tới bên kia sao? Mẹ á, đi con. Anh đi hết gì xong rồi. Sao anh đi mẹ? Anh đi. Anh đi tự làm tay em à. Ồ vậy đó hả? Thôi xuống dưới kia một vòng em quay phim này không có. Ủa dưới đây nè. Cái tháp ấy đi thẳng đây là đi tới chỗ Vậy tới đó. Tới đó đi. Rồi tới đó đi. Đó, anh muốn anh dự định là đi lên đó đó. Giờ còn rảnh không? Thôi em không có thích lên đâu, khỏi đi. 25 đồng. Bây giờ vô nè. Rớt rồi thôi con. Đã kéo cái anh kiến lên. À, khu này là khu đông nhất nè. Để mẹ quay phim. Thôi bây giờ coi kẹt tay đó nha mấy đứa nha. Wow, nắng dữ. Quá. Đây nắng gắt lắm. Anh không có làm được. Thôi không được đâu. Anh á. Không được đâu. Không được, nó lấy xuống đi xin ơi, lấy xuống đi kệ nó. Để coi mẹ quay phim. Nói em đổi cái nón xéo một bên đi. Với lại không có đẩy nha, chiều tối là không có lấy cái stroller để đi ra, tại vì đi không được luôn, chỉ có thể ập nó, cõng nó hay là lòi nó thôi chứ không có thể nào. Anh này đi cái này thẳng là về lại khách sạn hả? Thì con đường này nè. 10 phút, 11 phút nữa hả? Không, tắt rồi, không cần nữa. Nó nằm trên đường này nè. Ok, vậy thôi. Con đường này cũng đèn đỏ nhiều quá ha. Vô lem á. Rồi bắt đầu quay ha. Mình đi về trái nắng quá à. Nó đẹp. Trái nắng vậy đâu ấy đâu, phải mình đi ngược lại nó mới đẹp. Mình đi về nó không đẹp. Có cái chỗ khách sạn Circuit nữa. Khách sạn Circuit tụi nó sửa gì? Circuit là siết á, khách sạn siết á. Đây nè, Circuit là siết nè. Để ra phải có thời gian là cho tụi nó coi siết nữa. Siết gì? Siết gì? Siết elephant, siết cọp đồ á. Ồ, thú siết á hả? Ừ. Chứ phải người. Hay là người bay tới bay lui siết á. Ồ. Ở đây cây có nhiều ghê. Đây mấy nó trồng cây nhiều hơn. Ở đây á, muốn trồng cây á, nó mắc tiền. Nó tốn tiền, tại vì tiền tưới nước á. Tại vì nước mắc hả? Muốn cây được xanh tươi rồi là phải tưới nhiều lắm, cho nên dùng nước nhiều. Mà dùng nước nhiều ở đây nước nó mắc. Cho nên bây giờ chắc mẹ mắc tiền. Mở xích beo được không anh? Siết vậy quá. Tùy.
whatever to want. Ấy dạ. Nói chừng nó mà ấy mà thôi. Tề luôn. Ủa không xích bèo bữa tay nó ấy hả? Nhưng mà ngồi vô, ngồi xét vô. Nó phạt hả? Ngồi xét vô nó. Nó thấy, nó không thấy, nó thấy cái tràn da. Có Circuit City, Circuit Hotel. Cái đi cái con đường này á, lâu lắm á, anh biết làm sao không? Người ta đi bộ á, nhiều á. À, rót nữa kìa. Trước mình rót đó. Đi không, đi không? Thôi. Bây giờ làm biến đi bộ đau chân quá. Ồ, cái rạp xiếc nè xin ơi. Hai xin cái rạp xiếc cho bé con. cho con được hít sao con. Rạp xiếc cho thú xiếc người xiếc con. Bây giờ ờ cái xin đồ nè. Subway. Nó ngồi này được rồi. Quay một nguyên một cái khu phố đi bộ đâu quay hết đâu. Đi xe quay nó mới đủ. Phải mua cái áo. Áo hả? Thôi Tấn ơi, mai đi. À mai đi hả? Mai trước khi đi vô rót đi. Trước khi đi qua chi áo mà thì ô, làm nail không kìa. Có tattoo nữa kìa. Giờ mà đi chơi đánh bài hết tiền là vô hả, xin nó làm ngày kiếm lại tiền. Nó biết anh là ai mà nó cho. Trời, vô thấy hả, quẹt là biết rồi, tay nghề cao. Anh vô anh múa dài dạ, anh múa dài chiêu hả? Ừ. Múa dài chiêu là nó biết tay nghề rồi hả? Vô làm mấy chân tay đồ là thấy nó ok, làm ngày kiếm 500-600 gì chơi. Nhiều khi giữ lại làm luôn. Ở đây chắc mắc á. Mắc chân slack kia, tay slack kia chắc cũng 50. 25. 15 thì 25 đúng rồi. Nó hơn gấp đôi. Cái chân thì 4 chục. Hi. Hi xin. Andy. Nhìn mẹ nè. Con ăn gì vậy? Đói bụng hả? Con uống nước vô chứ ăn cái đó nó khát nước. Em lấy con anh quay đi. Con hình nó cái view vậy hả? Cái view wide nó đẹp lắm. Ok. Đi quay giờ bắt đầu đấy. Em quay rồi đó. Đây đường là con đường đi vô đường tội lỗi.